Thiền Long Bát Bộ Hậu Truyện, hồi thứ 37. Giật Trần và Gia Cát Tình bị dọa kinh hãi một hồi, thầm nghĩ: như vậy coi như hỏng hết rồi. Đang tính toán xem nên ứng phó như thế nào, lại đột nhiên nghe thấy những tiếng vang bụp bụp. Sau đó nhìn thấy một màn sáng trên bầu trời, có rất nhiều pháo hoa nở rộ trên không trung, đủ mọi sắc màu rực rỡ chiếu phả lên trên mặt nước, hết sức là huyền diệu. Toàn bộ cảnh tượng này càng khiến hai người Giật Trần bị xọa dợ đến ngây người, nào có tâm trạng thưởng thức một màn pháo hoa rực rỡ sắc màu này nữa chứ. Hai người bọn họ lẽ nào sớm đã bị phát giác rồi ư? Một màn khoa trương như vậy chỉ đến bắt bọn họ hay sao? Trong lúc hai người đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, những xác pháo hoa rơi xuống mặt đất, một âm thanh thê lương lại truyền đến. Ngay sau đó lại có tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, rồi tiếng thứ tư. Vô vàn tiếng gào thét cùng truyền ép đến chỗ này. Gia Cát Tình nhíu mày một cái. Chẳng lẽ là bọn họ ư? Cũng không đợi Giật Trần nói nốt vế sau, một âm thanh cười vang dội giống tiếng chuông vang lên. Ha ha. Lập tức lại trầm mặc, sau đó đột nhiên lại phảng phất giống như từ dưới nền đất vang rầm thành tiếng cười vang dội. Ha ha. Nhưng lại khiến kẻ khác không khỏi nổi trận da gà. Lại đột nhiên chuyển đến âm thanh cười duyên của một cô nương khánh khách. Trên Ô Yên Tử trong chốc lát nhìn thấy thật nhiều bóng người đang lay động. Người đứng đầu tiên lên tiếng quát: yêu ma quỷ quái từ đâu tới, dám to gan xông đến Ô Yên Tử của ta? Một chàng cười đi qua, trên mặt nước lại trở về trạng thái yên tĩnh. Thế nhưng không bao lâu sau, từ trên mặt nước truyền tới một luồng tiếng sáo du dương uyển chuyển vô cùng êm tai, khiến người khác nghe được trong lòng hết sức thoải mái. Lập tức khiến người ta muốn buông thả tất cả những ưu sầu oán hận để ở đây thưởng thức âm thanh du dương này. Tiếng sáo dần dần hòa lẫn cùng âm thanh nhẹ nhàng của tiếng đàn, thanh thúy dễ nghe, như từ trên núi cao lại đến các dòng chảy ở dưới các con sông. Độ chênh vênh giữa lúc cúi đầu và ngẩng đầu nhìn lên, ngọt ngào du dương, lại trêu đùa lẫn nhau. Tiếng đàn dần khuếch tán ra xung quanh, cũng theo đó lại cho ta cảm giác trống trải, như đứng trong thảo nguyên mênh mông vô ngần, hấp thụ tình hoa của nhật nguyệt, làm dịu cõi lòng người ta, bắt đầu khiêu khích tiếng tiêu. Tiếng tiêu cũng bắt đầu khớp với tiếng đàn. Rất nhanh âm thanh tiếng đàn cùng tiếng tiêu hòa thành một, tạo thành một khúc độc tấu. Đôi lúc tiếng tiêu vượt xa so với tiếng đàn, đôi khi thì tiếng đàn lại vang rộng lấn át âm thanh tiếng sáo, triền miên không dứt, kèm theo âm thanh ai oán yêu ớt, giống như là một đôi tình nhân đang đùa giỡn với nhau. Giật Trần chưa nghe qua âm thanh điệp khúc nào du dương đến như vậy. Hiện tại đơn giản chỉ chăm chú lắng nghe. Hắn sợ rằng sau này cũng không có cơ hội thưởng thức khúc điệu du dương ngọt ngào như thế này nữa. Thế nhưng tiếng đàn cùng tiếng tiêu dần trầm thấp vang xa. Giật Trần dường như xuất hiện loại cảm giác dướn người như muốn đuổi theo âm thanh ngọt ngào ấy, nhưng lại đã bị Gia Cát Tình kéo lại. Sau đó nghe được vài bóng người trên đảo lao xuống dòng nước túm túm túm, hiển nhiên là đuổi theo dư âm của âm thanh ngọt ngào kia. Người cầm đầu hét lên như một con sư tử: tà ma ngoại đạo nơi nào lại lấy yêu thuật mê hoặc lòng người chúng ta? Cách. Âm thanh dường như tiếng đàn bị bẻ gãy, thế nhưng dư vị vẫn còn. Một lúc lâu sau, cây đàn đứt dây, âm thanh cũng hoàn toàn biến mất trong lớp sương mù mờ ảo, truyền đến một tiếng thở dài. Hay. Đại sát tà phong cảnh tài, chi âm chi kỷ, có ai là yêu ma lại biết phát ra tiếng chứ? Lời nói vừa dứt, bụp bụp bụp, một tràng âm thanh lại vang lên, lại là một trận pháo hoa trên không. Toàn bộ mặt nước mới được chiếu sáng như ban ngày. Pháo hoa biến mất, trên mặt nước lần nữa khôi phục lại vẻ tĩnh lặng. Trong lòng Giật Trần nghĩ thầm, đây rốt cuộc là những người nào lại có hết sức thần bí như vậy? Vì sao còn không hiện thân đây? Rào rào, một âm thanh sẽ rách mặt nước, từ trong nước phóng ra một hỏa cầu lớn, lập tức bay vào không trung, đã cao lại càng cao. Pháo hoa trên mặt nước lại một lần nữa phóng lên không trung, vây quanh trung tâm hỏa cầu vĩ đại kia. Pháo hoa cháy xong, hỏa cầu lại ở trong không trung bùm một tiếng nổ tung, dọa cho Giật Trần run sợ một hồi. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trái hỏa cầu kia sau khi nổ tung lại ẩn giấu một người. Bóng người kia lăn lộn mấy vòng, trên không trung dĩ nhiên lại có thể đứng thẳng người, phất hai tay nói: Phiêu Miểu Phong tôn chủ cung, Linh Thứ cung mời
36 động 72 đảo đã đến thăm Cô Tô Mộ Dung. Nói xong vẫn bay nhẹ trên không trung không hề động đậy. Người từ trên đảo đã bước ra ngoài đốt thủy đèn lên. Bốn phía lập tức trở nên sáng sủa. Một người bước lên phía trước cất giọng nói: "À, tưởng là nhóm các vị thần tiên nào, hóa ra là đám yêu ma tiểu tử thối các ngươi. Huyền náo một trận như vậy không sợ làm kinh phiền đến quyến nữ của phủ chúng ta sao? Nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu." Khẩu khí nói chuyện ngược lại lại không khẽ nhỏ một chút nào. Vừa dứt lời, vèo một cái một thân ảnh xuyên qua đỉnh đầu hai người, đứng trên vòm đá ngay vào con cầu ở phía trước. Gia Cát Tình vội vã kéo giật Trần vào cái cầu trong động, miệng còn lẩm bẩm: "Bọn họ tới làm gì không biết." Giật Trần nhìn không thấy rõ dáng dấp người đứng trên cầu, nhưng từ trong lòng không khỏi kinh hãi. Bọn họ xem ra tới không ít người, nhưng mà thế nào chúng ta đến một tên cũng không nhìn rõ được mặt mũi, thật là hết sức kỳ quái. Chỉ nghe tiếp khách trên cầu nói: "Hắc hắc, Cô Tô Mộ Dung danh tiếng thật lừng lẫy, 20 năm trước may mắn được lĩnh giáo tuyệt học, không biết hôm nay liệu có còn được thử theo nguyện vọng nữa hay không." Người dẫn đầu đám người trên đảo Ô Yên Tử trả lời: "À, nếu muốn gặp chủ nhân nhà ta cũng không khó. Các vị trước tiên ở đây tắm rửa thay y phục, dâng hương tuần lễ trong vòng 3 ngày trước. Nếu như chủ nhân nhà ta rảnh rỗi hoặc là có tâm trạng vui vẻ, tùy hứng, biết đâu lại muốn gặp các ngươi." Trong lời nói cũng là không chút khách khí. Người vừa xuất hiện trên cầu cười lạnh một tiếng nói: "Quả nhiên danh bất hư truyền. Danh tiếng Cô Tô Mộ Dung thực nhiều người biết đến, ngay cả nô cầu giữ nhà cũng lại phách lối đến như vậy. Người còn chưa xứng đáng cùng gia gia ta nói chuyện, mau đi gọi chủ nhân các ngươi ra đây." Lời vừa nói xong lại nghe được một trận tiếng gió lớn thổi đến, là tiếng vạt áo phất phơ trên không. Từ trên đỉnh đầu lại bay đến một người, đứng bên cạnh vị đang đứng trên cầu nói: "Ba đạo chủ, chủ nhân phân phó chúng ta là tới bái kiến viên trang, không phải là tới đây để đánh nhau, không được vô lễ." Sau đó một nữ tử xuất hiện mở miệng nói chuyện. Nàng ta tiến tới ngăn lại ba đạo chủ đứng trên cầu, sau đó hướng về phía người nhà Mộ Dung gia nhân liền hỏi: "Phiêu Miểu Phong Linh Thứ Cung tôn chủ mời ngồi xuống. 36 động 72 đạo bằng hữu đến đây thăm công tử Mộ Dung, xin hỏi quý danh vị huynh đài." Người nọ cũng không có giấu giếm liền nói: "Tại hạ quản gia của đảo Ô Yên Tử, Đặng Thanh Lưu, Đặng Tranh Lưu. Thử lỗi tại hạ mạo phép hỏi, nếu các vị đến thăm, tự sẽ có thiếp mời thông báo. Nhưng vì sao đêm khuya lại đến thăm đảo nhà chúng ta vậy? Sợ rằng đúng là có chút thất kính." Xem ra đối phương cũng không phải là một nhân vật bình thường. Ba đảo chủ đứng phía trước mở miệng lớn tiếng nói: "Nếu đã là đến đây thăm hỏi, nào còn cần phân thành ban ngày hay là ban đêm?" Đặng quản gia lại lắc đầu nói: "Ngài nói vậy là sai, buổi tối tiếp khách không thể tiếp đón chu đáo. Hơn nữa hôm nay công tử tiểu thư nhà ta đều không còn ở quý phủ, cũng xin các vị ngày khác lại hẹn tới gặp, đợi công tử nhà ta dành chút thời gian lại tiếp đón các chư vị, như thế sẽ hợp tình hợp lý hơn nhiều. Cô Tô Mộ Dung ta từ trước đến nay đãi khách chu toàn, chỉ có điều hôm nay thiết đãi chậm chạp rồi, xin hãy tha thứ cho bốn đạo." Nữ tử đứng phía sau lại tiếp lời: "À, Mộ Dung công tử không ở Ô Yên Tử, không thể nào. Lẽ nào hắn không nghe thấy cái bang cùng Thiếu Lâm anh hùng thiên hạ nhận được lời mời hội tụ tại Giang Nam hay sao?" Trong giọng nói của vị đặng quản gia kia tỏ vẻ khinh thường nói: "Vậy ư, tề tụ về Giang Nam thì có liên quan gì đến Cô Tô Mộ Dung ta? Người đầu tiễn khách, khá lắm lại muốn đuổi người ư?" Ba đạo chủ vội la lên: "Công tôn đại nương, đừng để cho người này nhiều lời, để ta tiến vào Ô Yên Tử trước, khiêu chiến dĩ bỉ chỉ đạo hoàn chi bỉ thân cái gì đó của Mộ Dung Lưu Vân phải xuất chiêu." Vị nữ nhân bên cạnh chính là công tôn đại nương, trong miệng hắn nói ra, xem chừng tuổi ta cũng đã cao, cúi đầu nói: "Ba đạo chủ chớ hoảng sợ, Ô Yên Tử chính là nơi nguyên quán của Mộ Dung thế gia, khắp nơi đều có cơ quan truyền tin, không phải nơi thích thì có thể dễ dàng mà vào được, tuyệt đối không thể tùy tiện hành sự, hay là chờ lão Ô tới rồi chúng ta hãy quyết định." Ba đạo chủ nhảy cẫng lên nói: "Cơ quan tin tức cái gì chứ? Những mảng đại hiền lớn như vậy căn bản chúng ta cũng đã vượt qua rồi. Gia Cát muội tử, Tam Tiên Đảo không có tới, động chủ Bát Quái Mao đại ca không phải cũng không đến hay sao?"
mặc cho hắn ra sao thì với thiên la địa võng chúng ta vẫn dễ như trở bàn tay. Lời nói vừa dứt, một bóng người từ trên mặt nước lại lao đến, Yên Tĩnh rơi xuống bên cạnh ba đảo chủ cùng vị công tôn đại nương kia. Lúc này đám sương mù dày đặc đã dần biến mất, giật chân ngoái đầu nhìn cũng rõ ràng hơn chút. Chợt nghe thấy trong miệng ba đảo chủ nói cái gì, Tam Tiên Đảo Gia Cát đại muội tử quay đầu liếc nhìn Gia Cát Tình bên cạnh, mà Gia Cát Tình đương nhiên là cũng đã nghe thấy. Giật Trần nhỏ giọng: Gia Cát huynh, trên thế gian này vẫn còn vài người của Tam Tiên Đảo sao? Trong miệng hắn, Gia Cát đại muội tử không phải là sư tỷ của ngươi đó chứ? Gia Cát Tình không còn khách nào phủ nhận, đành gật đầu. Giật Trần dường như đột nhiên cảm thấy phấn khích: Gia Cát huynh cũng là quen biết với đám người này ư? Gia Cát Tình không trả lời, lại thấp giọng nói: Bọn họ đều là cao thủ, hiện tại khoảng cách với chúng ta quá xa, vẫn là nên đừng có lên tiếng thì tốt. Giật Trần cảm thấy khó hiểu: Bọn họ không phải là quen biết nhau ư? Vì sao còn phải trốn tránh như vậy? Nhưng là hắn cũng không có hỏi, vẫn lặng lặng ẩn mình ở dưới nước. Công tôn đại nương kia liền nói: Mào lão đệ không thể hành động thiếu suy nghĩ, lão ô đi mời thị tôn chủ. Trước lúc hắn quay lại, những người thuộc 36 động 72 đảo phải ở tại chỗ đợi lệnh. Tên bát quái động Mao đại ca kia là người tính tình nóng nảy, lớn tiếng quát: Đợi lệnh hay sao? Làm gì mà cần phải nghe theo chỉ thị của hắn ta? Chúng ta cùng nhau xông tới chỉ trong phút chốc, có thể đem mộ dung gia biến thành đống đất phẳng, như vậy đỡ phải phiền phức dài dòng rồi nữa. Giật Trần ở phía dưới vòm cầu nghe trong lòng cảm thấy run rẩy. Bọn họ tự xưng là 36 động 72 đảo, nhìn cục diện thì lần này có không ít người đến. Hơn nữa chỉ thấy trước mắt võ công mấy người này đã cao cường như vậy, hơn nữa lại còn tinh thông thuật số ngũ hành, hành vi quỷ dị, nói không chừng tiểu vũ phen này đã phải chịu thua thiệt. Lúc này đám sương mù trên sông đã tan, không có bóng đêm làm chỗ ẩn nấp, mất đi màn chắn lớn, tiểu vũ ứng phó không biết có được hay chăng, làm thế nào để báo trước cho nàng một lời đây. Vì vậy hắn trong lòng bắt đầu lo lắng. Thế nhưng hắn cũng không biết, đối với cao thủ trong giới võ lâm ngày đêm đều như nhau, ngẩng đầu đưa mắt nhìn thấy vầng trăng khuyết sắp lặn về phía tây. Sau đó liền nghĩ lại, vừa rồi đặng quản gia không phải nói Tiểu Vũ và Lưu Vân cũng không có ở Ô Yên Tử? Bọn họ nếu như thực sự không có ở trên đảo, vậy thì tốt. Nhưng mà vạn nhất đặng quản gia chỉ lấy cớ để khước từ tiếp đón bọn họ, vậy thì phải làm sao mới ổn được đây? Trong lòng bồn chồn lo lắng nhưng lại không biết phải làm gì. Liếc nhìn Gia Cát Tình, đột nhiên hai mắt sáng lên. Bọn họ là tôn chủ, thuộc hạ của Phiêu Miểu Phong Linh Thứ Cung, vậy không phải là thủ hạ của Hư Trúc Nhị Bá sao? Nói không chừng ta đi ra ngoài khuyên ngăn một tiếng, lợi dụng mối quan hệ thân quen, bọn họ lại động tình, khuyên đối phương nể tình có chút quen biết lâu năm, hơn nữa cũng giữ chút mặt mũi cho phụ hoàng, mà bọn họ cao hứng sẽ rời đi thì sao? Giật Trần nghĩ xong vẫn làm theo ý mình, mở miệng mỉm cười. Gia Cát Tình đang nghiêng tai lắng nghe, căn bản không có chú ý đến cử động của Giật Trần. Chợt nghe thấy trên mặt nước xuất hiện âm thanh ào ào. Từ trên mặt nước thoáng bay lên một bóng người, xuất hiện bên cạnh công tôn đại nương, ba đảo chủ, Mao đại ca. Gia Cát Tình lôi kéo Giật Trần, người dường như đang ở trong mộng chậm rãi xuyên qua cái cầu hình vòm, kề sát vịnh thủy. Nhìn thấy một tòa thủy cát, được những ngọn đèn trên đảo chiếu sáng nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Giật Trần nhận ra được dòng chữ điêu khắc trên đó: Cầm Vận Hiên. Gia Cát Tình đưa mắt tìm kiếm một phiến đá to, trong lúc mọi người đứng trên cầu đang hỗn loạn liền vòng về hướng đó, đem Giật Trần giấu ở phía sau, vừa vặn nhìn thấy toàn cảnh cây cầu hình vòm. Quả thực đã đến không ít người, hơn nữa còn nườm nượp từ dưới mặt đất phi lên. Giật Trần thăm dò cũng thấy rất rõ ràng, trên cầu hình vòm chẳng mấy chốc đã đứng đông kín mít hơn 200 nhân sĩ, trang phục vô cùng kỳ quái. Hơn nữa có đủ các tầng lớp nam nữ già trẻ, tăng đạo nho tộc, mỗi người đều mang sắc thái riêng, không biết từ nơi nào tập hợp một bầy quái nhân đến như vậy. Trong lòng Giật Trần thầm nghĩ, nhiều người như thế này nếu như đều là những người mang tuyệt kỹ cao thủ, sợ rằng tỷ đệ Tiểu Vũ không dễ gì ứng phó được. Hào hán không sợ thua thiệt trước mắt, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cứu bọn họ trước mới được. Vẫn không thể để vị Gia Cát huynh này biết được hắn là có thành ý với mộ dung gia. Bắt đầu trốn sau phiến nham thạch suy tư,
phải làm như thế nào để lên bờ mà tìm được mộ Dung Tịnh Vũ. Một đám quái nhân trên cầu hình vòm phảng phất đang rục rịch nội bộ. Một tiếng cười như tiếng chuông reo truyền đến. Ha ha ha. Mọi người đều tránh ra tạo một con đường nhỏ. Từ đằng xa trên mặt nước bay tới một thần ảnh, thẳng tắp bay đến cây cầu. Rất nhiều người nhìn thấy đều hô lớn. À, lão ô rốt cuộc cũng đã tới rồi. Còn mẹ nhà nó, ô lão đại rốt cuộc cũng đã lộ diện. Trận này thực sự là đáng đánh đây. Người vừa tới bắt đầu chào hỏi mọi người. Ha ha, công tôn đại nương, bát đảo chủ, mạo lão đệ, tàng lão đệ thiền cơ động, tự ngật đảo miêu cô nương, tục sơn can hầu tử, để mọi người phải đợi lâu rồi. Ta tới rồi đây. Nói xong lại cười lớn một tràng. Người tới chính là đứng đầu 36 động 72 đảo ô lão đại, khiến cả đám người cười rộ. Đám quái nhân này tự kiêu tự ngạo. Từ trong hòn đảo cũng truyền đến âm thanh một cô nương. Hừ, yêu ma quỷ quái từ đâu tới dám cả can xông vào ô yên tử ta, khuấy động giấc mộng của cô ta đây. Đặng quản gia dẫn đầu đám gia binh trong nhà phân tản ra các con đường. Giật Trần cùng Gia Cát Tình ngẩng đầu nhìn qua. Từ phía giữa đi tới một vị nữ tử, bên cạnh còn dẫn theo vài tiểu nha hoàn. Đám người ô lão đại thấy có người bước ra đều yên tĩnh trở lại. Chờ người đến, chỉ thấy Đặng Tranh Lưu bước tới bên cạnh người vừa đến hành lễ mà nói. Phu nhân, quấy rối người đang nghỉ ngơi, mời người trở về đi. Sương sớm ban mai, răng mù mịt, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người. Cái đám yêu ma tà quái này cứ giao cho tiểu nhân là được. Người đâu, mau tiễn phu nhân trở về. Người tới gọi là phu nhân sao? Vị phu nhân nào vậy đây? Và là phu nhân của ai? Ô lão đại tiến lên một bước, muốn nhìn rõ ràng hơn chút. Chỉ thấy vị xưng là phu nhân kia một thân y phục màu đỏ vàng. Tóc mai trên trán, đầu tóc được búi gọn nếp, gương mặt gầy gò. Mắt ngọc mày ngài, da thịt trắng hồng. Xem ra bất quá cũng tầm 40 mấy tuổi. Cô này phất tay đuổi đám người trái phải lui xuống. Nếu đã tới cũng không cần quay về nhanh như vậy. Ngược lại ta đây là muốn tới xem nửa đêm con chó nào sủa dữ dội như vậy. Thật là không có coi ai ra gì hết. Không có lý do gì lại đến đây quấy rầy sinh sự. Nghĩ tới mộ Dung gia ta, đã thất lễ gì với người ta rồi hay sao? Hừ, Đặng quản gia, ông tiến lên hỏi rõ lý lẽ cho ta xem. Là nhà nào đã phái ra mấy con chó này đến đây sủa để quấy nhiễu thành mộng của ta vậy? Giật Trần nhỏ giọng hỏi Gia Cát Tình. Gia Cát Tình huynh, vị phu nhân Hoàng Sam này là có quan hệ gì với nhà mộ Dung gia? Dường như bà ta giống như là chủ nhân của mộ Dung gia vậy. Gia Cát Tình cũng cẩn thận trả lời. Bà ta sao? Đương nhiên là chủ nhân của mộ Dung gia rồi. Bà ta chính là vợ chính thức của mộ Dung Phục, nhà mộ Dung. Năm đó đã từng phong nam Bắc Kiều, cũng chính là mẫu thân của mộ Dung Tịnh Vũ và mộ Dung Lưu Vân. Bằng không ở ô yên tử này, người nào còn có thể có khẩu khí lớn được đến như vậy. Trong lòng Giật Trần lại nghĩ, ồ thì ra là vậy. Thế bà ta không phải là thím họ rồi hay sao? Nghe những năm trước đây mẫu hậu đã từng nói, năm đó theo phụ hoàng trở về đại lý, cậu họ đã thần thình thác loạn. Chỉ có năm đó giữ lại bên người một gã nha hoàn là dì A Bích, cũng thật đáng thương. Lẽ nào vị phu nhân này chính là A Bích năm đó hay sao? Gia Cát Tình đương nhiên không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, chỉ hết sức chăm chú quan sát vào sự tình biến hóa trên cây cầu hình vòm. Ô lão đại cười lớn vài tiếng, bước vài bước nghênh đón. Xin phu nhân thứ tội, bọn ta đều là những người thô lỗ, không biết được lễ giáo của việc đến thăm, đêm khuya đã đường đột đến đây, cũng xin được phu nhân vạn phần thứ lỗi. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh có người ý một tiếng. Ta nói ô lão đại, ngươi từ bao giờ theo chủ nhân học được những thứ này? Lễ phép cái gì chứ? Ngay cả nói chuyện nghe cũng không được tự nhiên. Các ngươi xem ta nói có đúng hay không? Đúng đó, lập tức có người phụ họa, đúng vậy. Đánh nhau thì nói luôn là đến đánh nhau, vì sao cần phải ăn nói khách khí như vậy làm gì? Ô lão đại cũng thật là có nhiều hành động thừa thãi. Còn mẹ nó, cái gì mà hành động thừa thãi? Ngươi là cái phân chó gì? Bên cạnh lại có người đáp lại. Người kia nói, ô lão đại đây không phải là hành động thừa thãi gì, nãy nãy ngươi sao?
Ủ lão đại vội vã ngăn mọi người: "Tất cả câm miệng, hãy nghe ta nói hai câu. Ai nói với các người là hôm nay chúng ta đến đây để gây chiến cơ chứ? Ta nói hay sao? Hay là chủ nhân của chúng ta đã nói? Đến hỏi thăm là gì chứ? Đến thăm hỏi thì phải có lễ phép. Các ngươi ồn ào náo động như vậy thì còn gọi gì là lễ phép nữa?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trừng mắt thật lớn, không thể lớn hơn nữa rồi. Có kẻ thì lắc đầu, dường như có chút thực sự không rõ ý tứ trong lời nói của vị ồ lão đại này. Lẽ nào hôm nay bọn họ đến đây thực sự chỉ để thăm hỏi nhà mộ Dung gia hay sao? Vị phu nhân kia cười lạnh một tiếng: "Bầy quái vật các người đừng có mà chỗ ta đóng kịch. Ta mỗi ngày ở trên đảo xem xiếc khỉ đã đều chán ngán lắm rồi." Gia Cát Tình đứng ở phía sau nham thạch cũng thực không hiểu. Lần này ngôn ngữ của ồ lão đại xác thực không giống như bản thân hắn nói ra như vậy. Chẳng lẽ thực sự còn ẩn tình gì phía sau nữa ư? Ồ lão đại lại cười hướng về phía vị phu nhân kia đối đáp: "Chúng ta phụng mệnh chủ nhân, đích thật là đến đây thăm viếng công tử Cô Tô Mộ Dung. Nếu công tử không có ở trong trang, chúng ta không tiện đi vào quấy rối. Không thể làm gì khác hơn là chúng ta sẽ hẹn ngày khác để đến vậy." Phu nhân ngẩng đầu nhíu mày khó hiểu: "Ngươi hơn nửa đêm đến quấy rầy chúng ta, kết quả là lại chính là mượn một cái cớ như vậy, thì ai có thể tin tưởng được? Để xem bọn hắn đến cùng là có mục đích gì. À, xem ra Hư Trúc tiền sinh đối với Cô Tô Mộ Dung chúng ta thực sự lễ phép quá rồi. Ngược lại Mộ Dung chúng ta được sủng mà thất kinh." Bước vài bước về phía cây cầu hình vòm, xoay người nói: "Chỉ có điều các người có biết đây hiện là nơi nào hay không? Có từng nghe giang hồ nói qua Ô Yên Tử của Cô Tô Mộ Dung đến thì dễ mà đi thì khó hay không?" Nghe thấy ý tứ của vị cô này quả thực không vui. Lời bà ta vừa dứt, một đám gia nhân trong nhà đã vây kín cây cầu hình vòm cùng khu vực lan can. Ngay cả cách đó không xa trên cầu lập tức xoẹt xoẹt lóe ra rất nhiều thân ảnh. Lại thấy trong tay bọn họ mỗi người đều cầm cung tiễn. Hơn nữa cung tiễn vừa cũng đã lên dây. Đám nô gia chờ lệnh phân phó của chủ nhân, tính sơ qua cũng đã ước chừng có 500 người. Ngay sau đó đặng quản gia ho một tiếng, những chiếc thuyền lớn tối thui vừa vẫn lướt ngang qua lập tức được thắp sáng. Mỗi con thuyền đều xuất hiện khoảng hơn 20 vị, trong tay đã cầm chắc cung tiễn. Ai cũng trợn mắt nhìn về phía cung tiễn đã được kéo càng sẵn. Gia Cát Tình thầm kêu không tốt, đám người kia sợ rằng sẽ gặp phải tai ương. Thế nhưng đám người ở trên chiếc cầu hình vòm lại không sợ chút nào. Kẻ nào kẻ ấy bắt đầu xoa tay, nóng lòng muốn thử xem người nhà mộ Dung gia là sớm đã có chuẩn bị trước. Như vậy hiển lên mới không có sợ hãi. Mắt thấy một trận đại chiến chuẩn bị bạo phát, chỉ đợi phu nhân Hoàng Sam một câu nói. Hơn 500 mũi tên nhọn sẽ như hạt mưa xa mà hướng về phía quần hào vụt tới. Ồ lão đại tiếp tục hướng về vị phu nhân kia nói: "Phu nhân xin chớ nổi giận, ý tứ của chủ nhân nhà ta cũng chỉ là muốn chúng ta tới đây thăm hỏi Mộ Dung công tử, không nên đả thương hòa khí." Lập tức có người hô to: "Ồ lão đại, hôm nay lòng can đảm bị chó gặm mất rồi hay sao? Sao phải nói dài dòng như vậy? Bỏ những lời thừa thãi vừa rồi đi. Thà rằng bây giờ lập tức san bằng Ô Yên Tử này của bà ta, hơn là nói lý lẽ với bà ta hay sao?" Vị phu nhân cười nhạt: "Nhưng mà cứ để cho các ngươi trở về như vậy, sau này trên giang hồ truyền ra ngoài, Cô Tô Mộ Dung chúng ta không phải bị chế nhạo không đáng một đồng rồi sao? Thành chỗ mặc cho người ta tới lui tự nhiên ngắm cảnh ru ngoạn rồi ư? Tội danh như vậy bổn phu nhân chính là không thể đảm đương nổi." Ồ lão đại lên tiếng thét dài: "Ha ha, như vậy phu nhân cho là lập tức ra lệnh cho đám gia nhân này dương cung thì có thể giết chết được một đám huynh đệ 36 động 72 đảo của chúng ta sao?" Nói xong khuôn mặt biến sắc trở nên nghiêm túc, chân mày cũng đã dựng lên, bộ dạng giang hồ hung ác lập tức hiện ra. Đây mới thực sự là Ô lão đại, 10 phần khí phách, thần tình kiêu ngạo phóng đãng, tức giận ngùn ngụt. Mắt thấy một trận đại chiến sắp diễn ra trước mắt, giật trần ở trong nước đương nhiên không muốn nhìn thấy hai bên xảy ra chiến tranh, chuẩn bị đi ra ngoài khuyên bảo một phen, lập tức bị Gia Cát Tình kéo về trong nước. Người đây là muốn làm gì? Lẽ nào người muốn chết hay sao?" Giật trần đáp: "Nếu như ta không đi ra nói, bọn họ sẽ đánh nhau mất. Đến lúc đó người chết chắc chắn sẽ càng nhiều. Ta sao có thể nhẫn tâm như vậy được chứ? Vẫn là nên đi vào để khuyên bảo một phen."
Ngươi đơn giản chỉ đứng ở một bên nói bậy nói bạ, thật là ngây thơ. Người ta sẽ vì một tên tiểu tử ngốc như ngươi mà làm theo sao? Ngươi thấy không, chúng ta vừa mới tới được đây, người ta đã sớm phái người mai phục. Nói không chừng hành tung của chúng ta cũng sớm đã bại lộ. Lúc này vừa lúc bọn họ vô hạ cố cập, chúng ta mau sớm tìm một chỗ ẩn nấp chạy thoát. Nhưng ngươi lại còn muốn đi ra ngoài, còn không phải muốn chết thì là cái gì? Giật Trần bị hắn lôi kéo lại, chậm rãi quay về chỗ cũ. Đang trong lúc hai bên dương cung bạt kiếm như vậy, Đột nhiên bốn chiếc thuyền đen lớn ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo là một ánh lửa, bốn chiếc thuyền lớn đồng thời bị tạc vỡ, châm lửa lại chìm vào trong nước. Trên thuyền gia đình không kịp phản ứng, ngay cả người lẫn thuyền cũng cùng nhau chìm vào trong sông, mà cả thân hình cũng bị lửa bén cháy. Những người trên bờ cùng đám người đứng ở cầu hình vòm đều lấy làm kinh hãi. Ngay sau đó, từ chỗ rất xa xuyên qua âm thanh qua đám lửa cháy: Ô lão đại, nhiệm vụ các ngươi đã hoàn thành, lúc này không rút lui thì còn chờ đến khi nào chứ? Mọi người vừa nghe thấy vậy, sau đó lập tức đều xoay người hướng về phía phát âm thanh cúi chào: Tuân mệnh tôn chủ, thiền thù vạn tái, nhất thống giang hồ. Nói xong, trong số họ không ai còn ham chiến nữa. Vèo một tiếng, những bóng người từ trên chiếc cầu hình vòm lập tức lao xuống dòng nước, trong chớp mắt cũng không để lại tung tích nào nữa. Người nhà Mộ Dung căn bản không có cơ hội đồng loạt phóng ra những mũi tên đã dường sẵn. Vị phu nhân mặc áo màu vàng ngây người đứng ở trên cầu, đã thấy xa xa hiện lên đầy trời pháo hoa, sau đó truyền tới một loạt tiếng thét dài cùng gầm rú, càng ngày càng xa đi, cuối cùng cũng dần biến mất. Gia Cát Tình thấy thế đẩy mạnh Giật Trần, Giật Trần a một tiếng, đụng vào một nham thạch nhỏ, chỉ cảm thấy nham thạch dĩ nhiên lại biết di chuyển. Dưới sự áp chế của Gia Cát Tình, nham thạch kia đã chui vào trong, cả người Giật Trần đều hõm vào. Gia Cát Tình cũng theo sát phía sau. Tủm tủm, Giật Trần dường như lọt vào một rãnh sâu khoảng trăm trượng, nằm ngửa trên một vật cứng dường như là một phiến đá. Mở mắt ra thì tối đen, đưa tay cũng không thấy được năm ngón. Trong lòng Giật Trần run rẩy một trận, người này suýt chút nữa đem mình dọa đến chết rồi. Đây lại là nơi nào? Hết hồi thứ 37.